Đố các bạn biết đây là loại mực gì Và nhìn món ăn màu sắc này thì các bạn có liên tưởng tới món mực phỉ thúy của nhà Hai Đi Lao không? Đây chính xác là mực mai Một loại mực có tính chất thịt dày, giòn và hay được sử dụng để làm trà mực Hôm nay thì mình sẽ thử làm món mực phỉ thúy Hai Đi Lao nhé Đầu tiên sẽ là sơ chế, loại bỏ da mực rồi cắt thành các miếng nhỏ Mực mai sẽ có một phần mo cứng Thường thì mọi người sẽ vứt bỏ đi nhưng mà đừng Giữ lại giữ lại Mình sẽ chỉ các bạn cách sử dụng cực kỳ hiệu quả đối với ai bị đau dạ dày Sạch sẽ rồi là cho vào cối xay này Nêm nếm gia vị với muối, tiêu sọ, bột canh, mì chính và chút dầu ăn Xay nhuyễn xong sẽ là vào màu Đoạn này thì các bạn nào mà học về cách phối màu thì sẽ ra được màu phỉ thúy đẹp mắt Còn mình thì sử dụng màu green vì mình thích màu này Trộn đều màu rồi nén mực vào khuôn Cho vào ngăn đá khoảng 30 phút để định hình Khi ăn thì chỉ vừa hấp chín lên là xong còn cái mai mực lúc nãy mình mang ngâm nước, sắt muối rửa sạch xong sẽ cho vào sấy khô ở nhiệt độ thấp. 65 độ thì sấy trong khoảng 1 giờ 30 phút là xong Đến khi mai mực khô hoàn toàn và dùng tay bẻ được phần mai cứng là xong Cạo hoặc là tán nhuyễn ra sẽ thu được bột mực mai Rồi là mình sẽ nghiền mịn ra rồi trộn với bột nghệ và mật ong theo tỷ lệ là 1, phẩy và 15 Trộn đều lên là mình sẽ thu được hỗn hợp uống hàng ngày hỗ trợ giảm viêm loét dạ dày Tá tràng ợ chua cực kỳ là hiệu quả Bình thường mọi người không biết công dụng dược liệu của mai mực nên là toàn vứt đi hoặc là làm cắm chăn nuôi Quá lãng phí Thông tin và cách làm này thì có trong dược điển nên nếu ai chưa biết có thể lưu lại để sử dụng dần nhé Hy vọng là sẽ có ích với mọi người